Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Đôi chân của SD Sơn Thạch rướm máu, chuyện gì đây? Cuối tập 6 và đầu tập 7 sau nhập ngũ, các đồng chí nam phải tiến hành kiểm tra nội dung mời bao gói vượt sông giữa thời tiết 15 độ. Bên cạnh Duy Khánh có tiền sử bệnh tim, ST Sơn Thạch cũng lo lắng không kém vì chưa từng học bơi. Anh thành thật báo với đại đội trưởng, nội dung hôm nay có rất nhiều rào cản dành cho tôi, như là bóng tối, lạnh và có thể là dơ nữa, vì da tôi bị dị ứng, tôi đang hoang mang. Tuy nhiên khi được mọi người động viên, nam ca sĩ đã mạnh dạn hô, quyết tâm thử vượt lên chính mình. Vừa bắt đầu nhiệm vụ, do chưa quen nên ai nấy đều co rúm người vì cái lạnh buổi đêm ở Bắc Giang. Thao trường nắng cả ngày không ngớt, nhưng ban đêm nước lại lạnh kinh khủng chứ không ấm như tưởng tượng của các tân binh. Dù vậy, ST vẫn cố gắng để theo kịp mọi người. Cộng với việc anh được ghép đội với người có kinh nghiệm bơi sông từ bé là đội Missy, anh cũng bớt lo hơn. Cuối cùng, bằng tất cả nỗ lực và quyết tâm, đội ST cũng đã hoàn thành bài kiểm tra. Tuy nhiên lúc lên bờ, đội Missy không khỏi giật mình, vật vã hỏi thăm khi thấy hai chân ST đang rướm máu vì bị cứa vào cành hoa sen trong quá trình cử động dưới nước. Bên cạnh đó, mũi và má anh cũng đỏ ửng cả lên. Dù vừa lạnh vừa đau, nam ca sĩ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Được đồng đội đưa giúp khăn lau người và đập tay cổ vũ tinh thần, ST đã nở nụ cười rất tươi. Tôi thấy không có gì là khó với bản thân nếu mình có ý chí tốt. Đồng chí Sơn Thạch trình bày cảm nghĩ với đại đội trưởng sau khi thử sức cởi trần bơi giữa thời tiết 15 độ, vượt qua nhiều nỗi sợ của bản thân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại bình luận và đăng ký kênh để nhận những tin tức mới nhất và hấp dẫn tại Bắp Channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.